quý thính giả thân mến, khi còn tại thế, có lần người ta đã hỏi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rằng, đối với ông, cuộc đời là gì? Người nhạc sĩ tài ba đã trả lời, đối với tôi, cuộc đời có hai điều quan trọng, đó là con người và tình yêu. Con người thì yếu đuối, tầm thường và giới hạn, còn tình yêu thì linh thiêng, huyền diệu và cao cả. Chính vì thế mà tình yêu đã cứu con người trên cây thập tự giá. Vâng, tình yêu, chính tình yêu đã cứu con người trên cây thập tự. Chúa Giêsu đã đến trong cuộc đời, Ngài đã cúi xuống tận cùng nỗi đau của phận người và đã cứu vớt con người trên cây khổ giá. Đó cũng chính là những tâm tình cô đọng nhất, sâu lắng nhất và chân thành nhất mà Giang Ân muốn gửi đến cùng quý vị qua đĩa CD mang tên Tình Yêu và Thập Giá. Tình yêu thì huyền diệu, thập giá thì hát hiu. Tình yêu và thập giá gieo vào đời ta vương. Ôi tình yêu trên đỉnh đồi năm xưa, hoàng hôn tiếng lên tình như ngất ca. Chúa đang gục ngã trên đồi Can về một chiều như thế, và Chúa đã chịu chết chỉ vì yêu thương, chỉ vì yêu thương. Tình yêu càng ngọt ngào, thật ra càng vút cao. Tình yêu dịu thật ra đi về miền yêu thương. Ôi niềm đau trên đỉnh sâu tâm tư, hỏi ai thấu chăng vì yêu thế nhân. Chúa đang gục ngã trên đôi Can về một chiều như thế, và Chúa đã chịu chết chỉ vì yêu thương, chỉ vì yêu thương. Chiều bơ vơ,
và Chúa.